cái gì? Sao bác khác quyền ông? Dạ, sao bác bỏ chúng đi làm nhiệm vụ cho tao? À, bắt các linh hồn đi làm nhiệm vụ cho tao. À, nhiệm vụ xương xương cho mấy bà bô lão. Giống mày à? À, lão giống tôi vậy đó hả? Vậy chứ đụng mấy bà bô lão kia cũng sao á, đụng tới tôi có hơi mệt á. Chưa kịp đụng mới có bạn tính nghe nghe mùi hôi hôi bằng gương bằng nào đây. À, chưa kịp bàn tính hả, mới có mùi mùi hơi hơi thôi, mới bàn bàn hơi hơi thôi là bà bị bắt vô đây rồi. Bạn gì tính làm gì? Tính ăn hiếp tôi hả? Chị hốt được mấy bà vô lão. Nhưng mày ở rồi thì nghe đồn mày ghê gớm. Là như giang hồ vậy, ghê gớm. Tôi làm gì mà ghê gớm? Thì nghe chung quỷ lớn đồn thổi là mày là con của thiên chúa. À, nghe đồn mày con thiên. Vậy cứ ép bọn quỷ chúng cao cướp giật cả linh hồn trong trại lũ quỷ chúng cao. À, toàn là ép. À, toàn là ép giật linh hồn của bọn quỷ chúng tao trở về hả? Với ông Giêsu đó hả? Con của Chúa thì đầy, đâu phải mình tôi đâu. Ngoài dành giật lại gì bên cạnh mày? Không ai dành giật lại gì bên cạnh mày. Có cánh. À, có ông có cánh hả? Thiên. À, không ai dành giật lại mày hết trơn á. Tại vì bên cạnh mày có ông thiên thần có cánh. Có cánh mà có kiếm không? Có nhiều vũ khí. À, ông có tên gì? Tôi đâu biết ông nào đi theo tôi đâu, ông nào đi với tôi đâu. Tôi cầm đạp đầu kìa. À, đó bên đó. À, cái ông cầm cái kiếm mà đạp đầu con quỷ nhà ngươi đó phải không? Ở hình ảnh đó. À, hình ảnh đó đó hả? Là ông đó. À, hình ảnh thôi mà cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Ông dữ hen. Bởi vì đụng tới tôi thì ông cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay thôi. Tại vì ông phải bảo vệ tôi làm việc cho Chúa chứ. Bằng cách bằng dương này nói còn ghê lắm. Còn chơi trận ảnh rồi. À, bằng xương bằng thịt cũng là ghê gớm rồi, con này tượng ảnh mà còn ghê hơn nữa hả? Đạp cẳng chân hạ cẳng tay hả? Ừ. Ông đâu dữ ghê hen. Loài người suy nghĩ phong phú, không có giống mình dựng cái bức ảnh nhỏ này để đâu. À, tại loài người tưởng tượng phong phú thôi chứ ổng đâu có giống bức hình nhỏ này đâu. Chứ ổng sao? Ông làm một nhát là à, ông đâu chân rồi. À, ông làm một ông nhát chứ ông đâu có thượng cẳng tay hạ cẳng chân đâu. Ông đâu có đứng kiểu đó đâu. Ông chặt chặt chém chém không mà phải không? Lửa nữa. Ếch nào là dính phát đó. Trời, dơ phát nào mà dính phát đó mà lửa nữa hả? Ghê vậy đó, ông tổng lãnh Mikae đó. Bởi nghe đồn mày ghê gớm. Tôi ghê gớm? Cái gớm nào? Mày hợp tác với lòng ta đó. À, mày ghê gớm lắm, tính gì?
Mày hợp tác với ông ta mà dám dám tính với tôi hả? Ổng chặt một phát chứ hôm nãy nói đó là dính liền á. Chưa có thực hành mới tính sơ sơ rồi. Ôi vậy hả? Chưa thực hành mới tính sơ sơ thôi mà đã bị vô đây đánh đố rồi. Dự án ban đầu. À, dự án ban đầu. Đợi mày về đây. À đợi mày về đây hả? Trời ơi, tôi đâu dám về Việt Nam đâu. Dự án bàn mưu tính kế đợi mày về tới quậy mới chơi tới cử luôn. À đợi mày về quậy tới chơi tới chơi tới, tới, tới chữ luôn hả? Tới cử luôn hả? Đợi tôi đâu dám về. Về sợ không biết ai bị chơi. Chưa có lên kế hoạch xong chui. Mới có bàn lực nội bộ ơi. Ô chú cha. Chưa công khai với các quỷ lớn gạch. Ừ. Chưa kịp làm gì luôn. Chú cha. Chưa kịp làm gì luôn là đã bị. Đã bị tóm cổ rồi. Làm thì làm đại đi còn tính với toán nữa. Cho người ta tóm cổ. Ông có cảnh nói dẹp đường cho mày. À ông có cảnh ông nó dẹp trước đường cho mày về Việt Nam chứ gì. Vậy hả? Đâu có để lũ rồi nhận chúng tao cản đường của mày. Ồ, đâu có để lũ rùi nhặn chúng tao cản đường của mày. Nói y lời khẩu quyết. À nói y lời khẩu quyết của ông tổng lãnh Mike, ông biểu nói như vậy đó phải không? Thục thục ai dám nói sai. Ờ cũng thục thục chứ ai dám nói sai. Phật nhẹ. Hả? Chỉ cần giơ phất nhẹ là xong. Ồ, ổng chỉ cần giơ tay phất nhẹ là xong hàng hả? Ghê vậy. Chứ đập thượng thẳng tay hạ thẳng từng những bức hình đó. À, chứ ổng đâu có hiền từ mà thượng thẳng tay hạ thẳng chân như cái bức hình mà ổng đạp đầu con quỷ đâu. Vậy là người tưởng tượng phong phú làm có đẹp đẽ hình tượng ta ơi. Chứ ông ta giữ hung tàn gấp trăm ngàn bọn quỷ chúng ta sợ lắm. Ồ vậy hả? Ông giữ vậy đó hả? Tôi đâu có biết đâu. Thấy hình cũng hiền hiền mà. Yên châu bọn quỷ chúng ta sợ được. Ồ vậy sao sợ hả? Tôi đâu biết là quỷ sợ ông đâu. Giờ nó mới biết á. Dễ xô đó. Hả? Như giống như ông Giê-xu á. Sao giống Giê-xu được? Ông Giê-xu là ông Giê-xu, Mi-ca-e là Mi-ca-e, sao giống được? Không, tao nói, đang nói giống như ông Giê-xu. Đối với tụi mày cũng nói ông hiền từ. À, giống như ông Giê-xu vậy ha, tụi mày cũng nói ông hiền từ. Sao ông hiền? Đầy, đầy yêu thương. Hả? Ông dữ lắm. Dữ vậy hả? À, ổng dữ lắm, ổng phẫn nộ gầm thét từ tao. Lần sau, nói gì? Biến cút biến... xéo. À, có nói là chú cha. Biến cút xéo, ổng phẫn nộ. Tại vì đi quậy quá mà, quậy con của ổng mà. Sao ổng cút xéo được? Mà ổng mà nói cút xéo là xong hàng á. Giê-xu cũng nói như thế. À, Giê-xu. Giê-xu cũng nói như thế y nhau. Thì chừng nào quậy con cái của ổng thì ổng mới nổi giận thôi. Giận với quỷ thôi, giữ với quỷ thôi. Bởi bọn cao thấy chờ lắm mà vẫn cố gắng chiến đấu để chiến thắng, chiến hoài không thắng. Bọn tao cố gắng tranh đấu chiến thắng mà chiến hoài không thắng hả? Không thắng mới ngồi đây nè.
sông Hàn luôn. Phá hủy công trình của ông ta đều bị đất nổ hết. Ồ, ghê vậy đó hả? Công trình gì mà ghê vậy? Công trình cứu chuộc loài người. À, công trình cứu chuộc loài người là Chúa sai người của Chúa đi để mà kêu gọi người ta trở về với lòng thương xót của Chúa đó chứ gì. Ai mà đụng tới những người đó là sẽ bị mệt á, phải không? Tóc nhốt dặm về đây rồi chừng trị. Bắt nhốt và đem về đây để chừng trị. Đây chỉ là một cái nhánh nhỏ thôi. Có nhỏ thực chất không có nhỏ trong mắt của chúng ta. À, vậy hả? Vậy mà còn dám âm mưu hả? Phá chương trình hả? Lúc đầu chưa nhận biết ra. À, lúc ở ngoài chưa nhận biết ra. Hả? Đúng rồi, mới nói á. Chương trình này là chương trình hỏi thôi. À, lúc ở ngoài thì chưa nhận biết ra, không có giống như mày nói là chương trình nhỏ đâu. Rồi sao biết đây là chương trình lớn? Mới nghe giảng giải là nói. À mới. Tao trình cho tao được trả lại thì đi thông báo cho lũ quỷ biết. À, mới nghe ông tổng lãnh Mikael giảng giải là cái chỗ này á, là đụng vô á, là nó phiền lắm, nên tao xin cho tao đi ra để tao giảng giải cho bọn chúng quỷ nó biết đừng có động tới chỗ này. Chỗ nào cũng động tới cũng bị chứ không phải chỗ này mới không. Chỗ nào làm việc cho Chúa là bị hết. Không phải nhỏ hả? Chị em hết cứ lũ quỷ chúng tao cho lũ quỷ chúng tao suy nghĩ nơi này nhỏ bé. À, che mắt chúng tao, quỷ chúng tao để chúng tao tưởng nơi này nhỏ bé, dễ ăn, nhào vô nuốt. Đông vào, bên trong, nó rộng lớn, nó bao la, nó bao phủ nhiều lắm. À, xong vào bên trong nó rộng lớn, nó bao la, nó bao phủ nhiều lắm. Tôi chỉ biết ghi âm lại thôi, còn ngoài ra chuyện khác không phải chuyện của tôi. Đó, đó trăm ngàn trăm vạn linh hồn lớn bé. Đâu nào mà chứ, à, nó nhỏ sao chứa hết. À, chỗ này nó nhỏ bé sao chứa hết, nhưng mà cái trăm ngàn linh hồn đến để cho để chờ cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Nó nhỏ sao nó chứa được, nó phải bự phải không? Ý nói vậy phải không? Tàn ẩn bên trong. À, tàn ẩn bên trong chứa những linh hồn họ khao khát lòng thương xót của Chúa, phải không? Rồi cầu nguyện cho họ về với Chúa, hả? Một bên là các linh hồn ông ta cứu. Một bên là các linh hồn để lắc cầu nguyện cho Chúa cứu họ, phải không? Một bên là nhốt trăm ngàn là quỷ chúng tao hàng hà, hà kìa. À, một bên thì nhốt trăm ngàn loài quỷ chúng tao hằng hà, nhưng mà lát cũng cho đi hết mà đâu có nhốt để đây đâu, tất cả đều đi hết. Cái vòng chia, vòng chia, vòng chia từng cấp bậc lên. À, phân chia quỷ từng cấp bậc để dễ biết chỗ cho nó đi đó phải không? Ừ, chắc nhà ngươi đi chỗ chỗ VIP quá. Chỗ VIP là chỗ nào? Chỗ đó là ông lớn bà lớn không có được vô nha, quan trọng lắm mới được vô á. Tao vinh hạnh lắm á. Chưa kịp làm gì luôn. Chưa kịp làm gì luôn bị bắt rồi. Tao chỉ phá vòng vòng bên ngoài thôi. À, phá vòng vòng bên ngoài chờ tôi về phải không? Dằn dằn bẫy rập hết. Ờ, dằn bẫy rập hết luôn á hả, ghê vậy. 10 năm nữa, 20 năm nữa tôi mới về. Chuẩn bị dặn bẫy rập rồi. Vậy hả? Đợi nổi không? Mà chưa kịp dặn mới có. Mà chưa kịp dặn mới có tính thôi hả?
Mới có tính thôi đã bị xử rồi. Bữa trước cả chẳng đặt cơn bậy bạ lật đổ được mấy nhóm giống như mày. À, lúc trước lật đổ được mấy nhóm giống như mày hả? Nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa đó hả? Nhóm chương trình chương bọng của ông ta. À, nhóm chương trình chương bọng gì của ông ta đó. Ngon vậy. Nhiều lắm, bảy bánh hết rồi. Ồ vậy. Ồ, ồ, bảy bánh hết rồi, còn nhóm này thôi hả? Còn ba nhóm gặp nữa. Ồ vậy hả, còn nhiều lắm tại hướng biết thôi, trên thế giới nhiều lắm. Chúa dùng rất là nhiều người chứ không phải mình tôi. Đâu mình canh me mấy nhóm lớn. À, mình canh me mấy nhóm lớn thôi, còn mấy nhóm nhỏ là người khác lo phải không? Nhầm vậy. Nhỏ nhỏ nhầm gì, đúng rồi. Nhỏ có lũ nhỏ quậy. À, lỡ, à, nhóm nhỏ có lũ nhỏ nó quậy à. Mình chỉ chơi nhóm lớn. À, mình chỉ chơi nhóm lớn mới đã. Nhỏ mà bị sập làm mình hưởng được nhiều cái lợi lắm. À, nhỏ mà mình sập, mà bị sập là mình hưởng nhiều cái lợi lắm. Lợi gì? Bọn mày thực ứng ở trong thành nhiều hơn. Mà bọn mày bị sập bẫy chúng tao thì những cái đó chúng mày không có thì chúng mày sẽ chuột ra tao. À, chúng mày bị sập bẫy rồi chúng mày không có làm việc cho ông Giêsu nữa được nữa thì chúng mày thuộc về tao. Lợi lợi rất là lớn. À, lợi rất là lớn tại vì người ta làm việc lớn thì mình lợi lớn phải không? Ồ, à, còn ba cái chuyện lỏ nhỏ gì đó thì quỷ nhỏ nó làm. Eo theo năm bảy chục linh hồn cần thiết rồi chơi. Ờ, đèo tèo năm bảy chục linh hồn đâu cần thiết đâu. Quất cái cả 100.000 linh hồn như vậy nè phải không? Là ngon, ngon cơm á. Dạ cả linh hồn chết. À, linh hồn sống mà cả linh hồn chết luôn, ngon vậy đó. Hỏi các đứa làm việc chung với nhau. Ờ, mấy đứa làm việc chung với nhau quất luôn. Đã ha. Dòng dây giống như vậy màn nhện vậy đó. À, nguyên dòng dây giống như vậy nè, màn nhện nè, quất được được cái là quất hết luôn. Chà, đã hen. Vô đây mà hốt được là đã lắm á. Chưa kịp đã, chưa kịp phê. Vậy hả? Đã bị bắt rồi. Trời ủ quá ha. Làm việc hốt được ba nhóm kia, ngon lắm. À, hốt được ba nhóm kia bự ngon lắm hả? Còn họ mới mới vô hồi nhóm này mới vô tính hốt là gặp ông cầm kiếm đứng đó rồi. Còn 100.000 nhóm nhỏ nhỏ này thì không có vừa hơi của cả cánh thôi ta đâu có thể. À, còn cả 100.000 cái nhóm nhỏ 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 không có vừa hơi ông có cánh hả? Sao không? Ông là người bắt quỷ mà sao không nhờ ông giúp? Bọn nó kêu ngạo, chưa cao, chưa đại, đâu cơ. À, bọn nó kêu ngạo, thành nó văng hết. À, chỗ này thì có ông cầm kiếm, ông đứng. Vì bọn mày lúc nào cũng kêu danh, danh ông thiên chúa của chúng mày, ông dạy xô đó. Thì kêu... Kêu gọi ông, có cánh này rồi, lúc nào cũng kêu gọi gọi. Làm như ông ta rảnh rồi, lắm đó. À, tụi mày lúc nào cũng kêu ông chúa với lại cái ông cầm kiếm đó. Kêu hoài làm như là ông rảnh lắm vậy á. Biết bao nhiêu sự việc trên cái gian này cần sự giúp đỡ. Ông ta hỡi cái kêu, bắt đánh tồn chúng tao trước. Họ hở cái kêu bao nhiêu việc ổng làm ở cái thế gian này, hở cái kêu ổng đánh tao chết giấc luôn á. Chứ tụi tôi có quyền hành gì hả? Tụi tôi chỉ là người làm việc cho Chúa thôi. Còn sức mạnh quyền năng bắt quỷ là từ nơi Chúa, và Chúa sai tổng lãnh làm thì tổng lãnh làm thôi, không phải chuyện của tôi đâu. Sao mình được ơn rồi. Mình đâu cần ông ta đâu. À. Mình tự bắt được ma quỷ sợ. À. Mình ở
quỷ. Thì quỷ sợ ai. Giờ hiểu rồi, sao mấy nhóm kia kiêu ngạo rồi, ngươi vô ngươi nói vậy phải không? Giờ mình được ơn rồi, mình đâu cần phải kêu ma quỷ nó sợ mình rồi, mình đâu cần phải kêu ông cầm kiếm hay là phải kêu danh ai đâu. Mình ra mình la, mình hét, mình chửi nó. Mày làm tao sập bẫy ông ta tối tao ba chồng rồi. Chết, mày làm cho tao khai sập bẫy mày rồi, nên tao bị chối ba vòng rồi. Thôi chắc cũng đủ rồi, xin tổng lãnh cho đi. Chắc là đi đâu ta? Đi đâu, đi xuống trụ. Chết cha, đi hố sâu vũ trụ là đã lắm á, hàng hiệu mới được đi nha. Đi bắn cơn lửa vào trụ. Đi bắn tên lửa vô. Rồi đi hố sâu vũ trụ. Xong.